Có dám đeo mà đeo đây là có sự kiện đó, tức là người ta xem mình nó là sinh vật gì lạ nên không có đeo được để có bỏ thấy nào đó nè. Toàn bộ đi cả chiều nay là mà đi vòng cái hồ này là không thấy ai đeo khẩu trang hết đấy, một cái điều rất là ngạc nhiên. Các bạn chú ý, mình sẽ đi tiếp các bạn. Anh thấy ở đây nó khác Việt Nam. Việt Nam mình là người bình thường là người ta đeo khẩu trang. Ừ. Còn ở đây mà đeo khẩu trang đi ra ngoài thì nó khác. Kỳ thị. À, kỳ thị đúng không? Dạ, nó kỳ thị. Thứ nhất là kỳ thị, thứ gì nữa là em thấy nó giống như là để người ta chú ý quá. Ừ. Khách ở đến đây họ đến đây là họ có ai đeo khẩu trang không? Không, toàn bộ là người ta vô vẫn bình thường, không có một cái gì mà kêu nói là người ta phải đề phòng không có. Những nhân viên mình đây là 100% cái đeo khẩu trang là cái này là thường xuyên là chứ không phải là giao dịch nữa đúng không? Không, cái nhân viên đeo khẩu trang là đeo khẩu trang lúc làm cho lúc sơ bệnh với khách.